xin chào tất cả cô chú anh chị nha ngày hôm nay em giới thiệu đến cô chú anh chị một cái dự án mới cái dự án của mình là tọa lạc tại là xã lộc thạnh lộc ninh bình phước thì nơi đây là cách độ là chỉ có vài trăm mét thôi là đã quy hoạch làm khu công nghiệp lazada của xã lộc thạnh lộc ninh bình phước thì cái vị trí mình ở đây cách cửa khẩu quốc tế hoa lư là chỉ tầm có hơn một km thôi là đã đến đó cách trung tâm thị trấn lộc ninh là nằm ở cái độ là khoảng độ là gần 4 km. Vị trí của mình ở đây. Tiếp giáp với cái đường nhựa, đi vào đây, tổng cộng ở đây em đang có là 40 lô. Hiện tại là chủ dự án à, giao cho anh em bán ra ra với cái giá là chỉ có tầm là 200 triệu trên một lô nền này thôi. Ngang năm. À, sâu vào là 47. Có 100 trăm thổ cư. Đất đai là bằng phẳng luôn nha, nhà dân bao quanh đó cái vị trí của mình đất này nhà bao quanh hết luôn trên cái mặt tiền đường nhựa kế cái, cái dự án của mình là nhà dân cư sang sát hết luôn đó vị trí của mình thì sở hữu cũng được bê tông đó cuối dự án là có nhà dân đường thông vào trong có nhà dân cột mốc rõ ràng sổ sẵn cầm tay đó, cô chú anh chị mình cứ sở hữu một lô như thế này thì là có thể xây nhà đó, sau này khu công nghiệp mở ra thì anh chị em hiện tại bây giờ dự án đang bán sỉ thì sỉ cho cô chú anh chị anh chị em đầu tư là 5 lô sĩ à, sỉ một lần 5 lô à, thì có giá ưu đãi giá hiện tại ừ. bây giờ là chưa có bán lẻ nha chỉ có bán sỉ thôi 5 lô giá 200 triệu trên một lô nền như thế này mặt tiền bê tông to nha đường nhựa của mình trước mặt nè à, cái đường này mình rẽ trái là đi lên cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đường này là nó cặp song song với đường quốc lộ 13 ba à, rẽ phải là về thị trấn ở đây là sau này á, cô chú anh chị mình mua thì mình có thể là à, nhà ở để mà cho người ta ở đi làm công nhân hoặc là đi à, à, kinh doanh buôn bán hay là làm tất cả những cái gì ở cái thị trấn Lục Linh này là nó rất nhiều cái công việc để mình à, mình làm thì có cái chỗ này nó di chuyển xung quanh nó là tiện ích rất là nhiều Đó. thì à, quý anh chị đầu tư vì nhanh tay sở hữu trong cái giai đoạn này đang còn là à, giá f của chủ dự án mới đưa ra pháp lý này là pháp lý sổ sẵn cầm tay không phải như là sổ chờ hay là như thế nào hết anh chị em mình mua xong công chứng sang tên pháp lý là hoàn toàn là chuẩn hết giá chỉ có 200 triệu một lô thay vì mình mua ở đất những cái dự án mà một phần 500 thôi thì sổ chờ thì hiện tại bây giờ giá nó có rẻ gì lắm ở vùng sâu xa lắm thì nó cũng rơi vào cái tầm là phải là 800 triệu trên một lô nền rồi nhưng sổ sẵn là không có đó à, chưa có nha. Sổ chờ. Còn đây thì mình có đầy đủ hết rồi. Đó, thì à, ở đây dự án đang bán sỉ từ năm lô nha cô chú anh chị. Cô anh chị có nhu cầu thì vui lòng gọi cái số hotline em đang nổi trên màn hình. À, kết bạn Zalo à, để em gửi à, trực tiếp và giá cả cập nhật theo từng thời điểm nha. Giá này em đang rao bán là giá của F0. Đó thì có thể cô chú anh chị mình thì trong à, nay mai mình sẽ sở hữu hết thì mỗi người 5 lô, 10 lô hoặc là có thể là lấy hết 40 lô hoặc là 20 lô thì mình sẽ đưa ra cái giá lẻ. Cái giá lẻ đó là để kích cầu cho những cái người dân xa, người ta chỉ có tài chính thấp. Ở mai mốt mình ra với cái giá chỉ có 200 hơn 200 triệu. Đó thì mình đầu tư có lời mà người dân cũng rất là dễ dàng để mà mua được cái miếng đất để xây cái nhà để ở. Đó thì mọi nhu cầu của chú anh chị vui lòng liên hệ nha. Ở ngoài đất nền dự án này ra thì em còn có đất vườn, đất uh, xào đất mẫu uh, vườn trái cây hoặc là nhà ở sẵn giá rẻ. Tất cả đều là pháp lý chuẩn hết, sở sẵn cầm tay. Thì mọi nhu cầu cứ kết bạn truy cập Zalo của em, em sẽ tư vấn nhiệt tình cho cô chú anh chị. Tìm đất theo yêu cầu luôn. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã xem uh, video. Hẹn gặp lại của chú anh chị trong những video clip tiếp theo.